Như Hoa mến chào các bác anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay, Như Hoa gửi tới các bác anh chị căn nhà chính chủ của em luôn. Căn nhà này đang được cắt lỗ tới 800 triệu đồng. Hiện trạng bây giờ em đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính kinh tế nên đành cắt lỗ sâu để bán gấp căn nhà này. Với kích thước là ngang 5, độ sâu 22, nhà đúc kiên cố 1 trệt 3 lầu. Với phong cách thiết kế là tân cổ điển, nhà mới có pháp lý là sổ hồng riêng. Đây là mặt tiền chính của căn nhà này. Và đường trước mặt đây 6m đường bê tông thông hai đầu. Đó. Vị trí tọa lạc của căn nhà này thì ngay một xẹt của đường Mỹ Huệ thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Gần với ngã tư Tô Ký đường Nguyễn Thủ và gần với cầu vượt Quang Trung, công ty phần mềm Quang Trung. Và đây là mặt tiền chính của căn nhà chúng ta, có phong cách thiết kế là tân cổ điển này. Với diện tích ngang 5, độ sâu là 22m, nhà đúc kiên cố 1 trệt 3 lầu thì có tới 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, nhà bếp, một khu vực đậu xe hơi 7 chỗ và một phòng thờ. Trong đó sẽ có 2 sân thượng trước và sau. Một căn nhà rất đẹp, có pháp lý là sổ hồng riêng. Giá ngày hôm nay chỉ còn một mức giá là 6 tỷ 850 triệu đồng. Và giá này thì vẫn còn thương lượng. Gửi tất cả anh em dịch vụ môi giới nhà đất với 2% tiền dịch vụ sau khi khách thương lượng và mua căn nhà này. Và với cô bác chị nào có nhu cầu mua căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đây là không gian nhà bếp này. Có tủ bếp trên và tủ bếp dưới được làm bằng gỗ tự nhiên luôn. Và trong cái tủ bếp thì có được lắp đặt đầy đủ các phụ kiện của một nhà bếp thông minh. Đây là những cái phụ kiện của trong một nhà bếp thông minh. Và với mặt bếp đây được trải đá trắng sứ rất là sang trọng này. Và mặt đây kính có được in màu. Và phía cuối nhà có một lỗ giếng trời đã được đan khung bảo vệ và lắp những tấm tranh rất là sang trọng. Đây. Công năng của cái giếng trời này là lấy gió và không khí tự nhiên cho toàn bộ căn nhà của chúng ta. Và bên tay phải của chúng ta đây có một nhà vệ sinh ở tầng trệt này với đầy đủ các thiết bị vệ sinh cao cấp. Gạch thì đã được ốp phun trần rồi. Đó. Và đây là tổng không gian của căn nhà ngang 5. Sâu tới 22m. Rất là dài, rất là rộng. Tọa lạc tại một xẹt của đường Mỹ Huệ thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Có pháp lý là sổ hồng riêng. Ngày hôm nay chỉ còn một mức giá là 6 tỷ 850 triệu đồng. Cô bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho em nhé. Và bây giờ em mời cô bác chị cùng di chuyển lên trên tầng lầu 1. Với bề mặt cầu thang thì được trải đá hoa cương, cổ đá màu trắng và tay vịn là gỗ tự nhiên. Tay vịn là gỗ gõ này. Đó. Và bên hông là sắt mỹ nghệ. Đây là một phong cách thiết kế mới của năm 2024. Trên tầng lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ rộng và 2 nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Với hướng chính là hướng đông bắc thì hệ thống màn cửa là 2 lớp. Đã được gắn đầy đủ chi tiết hết rồi. Đó. Các bác chị thấy đó. Phòng ngủ rộng mênh mông luôn. Với hệ thống đèn chùm đèn led là được nhập khẩu nha. Và nhà vệ sinh với các thiết bị vệ sinh là cao cấp. Và trong mỗi nhà vệ sinh thì đều có phòng tắm kính riêng biệt. Đó. Và tiếp theo là phòng ngủ số 2. Từ vị trí này
có ba chị di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất cũng giống như là về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 2 cũng giống như là Tân Bình, Tân Phú, chỉ mất khoảng 15 phút cô bác di chuyển bằng xe Honda thôi. Vị trí rất là gần, rất là đẹp. Một căn nhà mới phù hợp cho một đại gia đình có anh chị sử dụng, vừa để ở và vừa làm được văn phòng công ty, tuyệt vời luôn. Và bây giờ em mời cô bác chị lên lầu 2. Trên lầu 2 là bản sao của lầu 1. Cũng có hai phòng ngủ rộng và hai nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Đây là phòng ngủ số 3. Với diện tích ngang 5, độ sâu là 22 m, thì cô bác sẽ thấy rằng căn nhà rất là rộng. Sân đậu ô tô 7 chỗ luôn, đầy đủ công năng. Cửa tất cả các phòng ngủ cũng được làm bằng gỗ gõ tự nhiên luôn. Và đây là phòng ngủ số 4. Căn nhà này thì có bác chị nào mà sở hữu được thì chỉ việc xách ba ly về và ở luôn, không phải làm gì thêm. Và đây là nhà vệ sinh số 5 này. Rất là sang trọng nha. Trong cái phòng ngủ phía sau thì có được chỗ cửa sổ để lấy gió và không khí tự nhiên từ ô giếng trời. Đó, hệ thống ngăn cửa là hai lớp. Và bây giờ em mời các bác chị cùng di chuyển lên lầu số 3. Các bác chị đang xem video xin vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ để đón nhận những video mới ạ. Trên lầu 3 sẽ có hai sân thượng rộng và một phòng thờ. Đây là sân thượng phía đằng sau, rất rộng nha. Cô bác có thể là trồng rau hoặc là làm sân tập thể dục thoải mái luôn, rất rộng, ok luôn. Và phần đây là phòng thờ riêng biệt. Rất rộng nha. Đó. Và phần còn lại ngoài này là chiếc ban công phía trước, tuyệt vời đẹp luôn, tuyệt vời rộng luôn. Quá là đẹp luôn. Và đây ta sẽ nhìn thấy khu dân cư xung quanh đó. Rất là tuyệt vời nha. Và thời lượng video của em tới đây là kết thúc rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác chị trong video mới.